hôm nay giới thiệu với các bác tác phẩm Quan Công Ngự Song Long chất liệu gỗ hương ta. Tác phẩm có mã là 656, có kích thước cao 120, cả kỷ cao 140, ngang 30 và sâu 28. Hôm nay thì em sẽ quay cận cảnh tác phẩm này để cho các bác chiêu ngưỡng một tác phẩm siêu vip mê đềm các bác nhé. Một tác phẩm đục rất kỹ và sắc nét, Quan Công Ngự Song Long, hai chú rồng ở trên đầu và ở dưới đế Quan Công đứng lên các bác nhé. Quan Công thì được đục rất là kỹ lưỡng từ phần tà áo cho đến diện mặt. Quan Công hay còn gọi là Quan Thánh là người bảo vệ cho những người thấp cổ bé họng bị áp bức. Còn ngày nay thì ông là thần bảo vệ cho những nhà chính trị, cảnh sát, chủ doanh nghiệp hay là những người làm về kinh doanh. Tư thế của tượng gỗ Quan Công như đứng ngồi hay cưỡi ngựa, tất cả đều mang một năng lượng rất là mạnh giúp cho gia chủ. Khi thờ Quan Công ở trong nhà sẽ đem lại sự bình an, hòa thuận cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là đem lại tài lộc cho gia chủ. Đối với những chủ doanh nghiệp, những vị lãnh đạo làm về kinh doanh, nếu đặt Quan Công ở sau lưng, Quan Công sẽ luôn hỗ trợ mạnh mẽ. Những vị trí để thờ Quan Công, tượng Quan Công hay gọi là tượng Quan Vũ, dùng cho các trường hợp nhà có hướng chính là Bắc, Tây Bắc, Chính Tây và thường được đặt ở trung tâm của căn phòng hoặc căn nhà. Vừa rồi thì em đã giải đáp cho các bác qua về ý nghĩa và cách đặt của tượng Quan Công, một tác phẩm rất là đẹp và siêu vip mê đềm các bác ạ. Quan Công Ngự Song Long có mã là 656, cao 1m20, cả kỷ cao 1m4, ngang 30 và sâu 28. Các bác quan tâm đến sản phẩm này có thể qua trực tiếp cửa hàng để chiêm ngưỡng tác phẩm hoặc nhắn tin Zalo gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 0868688137 để được tư vấn cụ thể hơn. Đặc biệt là xem xong video, các bác nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Xưởng Tượng Gỗ để cập nhật video quay sản phẩm Full HD bên em. Cảm ơn các bác rất nhiều.